Thưa quý vị, xây dựng mô hình thư viện thân thiện trong trường học là một trong những nội dung được ngành giáo dục thành phố triển khai từ nhiều năm qua. Tại huyện Hòa Vang, thư viện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở đã được đầu tư theo hướng mở, ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển văn hóa đọc trong học sinh, giáo viên. Những năm qua, việc triển khai những mô hình đọc sách luôn được các trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang chú trọng, quan tâm đầu tư, đổi mới với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Qua chương trình mở cổng trường học, thư viện, tủ sách mở, các trường học đã tiến hành thiết kế, đầu tư, trang bị các tủ sách mở. Đến nay, 100% trường học đều xây dựng thư viện mở, tủ sách mở tại sân trường, lớp học. Mấy bạn thì vào những giờ ra chơi thì các bạn thường hay xuống đây đọc sách rất là nhiều. Và những giờ đầu giờ các bạn xuống, khi mà thư viện này mới mở ra thì cũng có rất nhiều bạn xuống, bởi vì ở đây có rất nhiều sách hay và ở đây thì rất là mát nên rất nhiều bạn xuống. Từ năm học 2020-2021, các trường tiểu học bắt đầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, trong đó vai trò của thư viện càng đậm nét. Học sinh có những buổi học thực tế ngay tại thư viện. Năm học này, thư viện của trường tiểu học Hòa Phước, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang đã được công nhận thư viện tiên tiến. Số đầu sách tăng mạnh cộng với không gian thư viện được xây dựng theo hướng thân thiện đã thu hút được nhiều học sinh đến đọc sách. Em thường xuống thư viện vào những giờ, ví dụ như là 15 phút đầu giờ ra chơi hoặc sinh hoạt cuối tuần. Và sau khi xây dựng thư viện, xây dựng lại là em thấy ở đây có rất nhiều sách về thiên nhiên, về các điều bổ ích cho chúng em đọc. Và trường em ai cũng thích tới thư viện hết, thư viện ngày nào cũng đông. Trong những năm qua, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học trên địa bàn huyện Hòa Vang được quan tâm đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và đồng bộ. Hiện nay, hầu hết các thư viện đều có hệ thống máy tính được kết nối mạng, phục vụ cho việc học tập, tra cứu của giáo viên, học sinh. Và hàng năm là dành nguồn kinh phí hoạt động của sự nghiệp nhà trường thì đầu tư cho trang bị bổ sung sách và thiết bị khoảng trên 60 triệu đồng trên năm. Tôi cũng đã đầu tư thiết bị như là TV, máy vi tính là 100% được kết nối mạng. Thì qua đó thì cái hiệu quả đem lại trước hết là về cái hình thức cũng như là cái nội dung hoạt động thì nó đã phong phú và đa dạng hơn. Thứ hai là cái số lượng đầu sách cũng như là thiết bị tăng lên. Thời gian tới, cùng với chủ trương chung của ngành giáo dục thành phố, ngành giáo dục huyện Hòa Vang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng không gian đọc sách ở sân trường, đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn, khuyến khích năng lực tự học của học sinh, góp phần chuẩn bị cho những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở những năm học sau.